Hôm nay mùng 10 Tết nha, Văn Thanh đi review một căn nhà ở chợ Phước Dân. Ở đây là đường tỉnh lộ 835C, cách chợ Phước Dân ở đây, cách đúng có 100m. Ở đây là ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, Long An nha. Bà con mình đi tới đây kế bên cái đường vào cổng chùa đây. Đây căn nhà mình ở đây. Cách cầu Long Sơn 300m ở đây, cầu Long Sơn. Bên đây là xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Căn nhà mình mặt tiền là 9m. 9m. Đi sâu vô mấy chục mét rồi nở hậu. Nhà mình nhà cấp 3 rất là đẹp luôn. 331m đất thổ cư. Sổ hồng riêng. Tôi đang gửi là 4.5 tỷ. Đi vô nhà cho bà con mình coi. Con mình vào là ở liền luôn, sơn còn mới nha, ai muốn sơn thì sơn lại. Đây, đây là mặt tiền, đây là phòng khách, nha, đây từ phòng khách nhìn thẳng ra ngoài sân, đây. Sân còn rất là rộng, bên cửa bên hông còn cái đường bên hông rất là rộng. Đi vào thì bên tay phải mình có hai phòng ngủ. Mỗi một phòng ngủ đều có một cái cửa sổ phía trước hết. Đây cũng có một cái cửa sổ. Bên hông có ba cửa sổ ha, nhà thì rất là thoáng mát luôn. Rồi, đây sau thì bếp, một nhà bếp. Sau thì lại có thêm một phòng ngủ nữa. Tổng thể nhà mình có ba phòng ngủ. Hai một cái toilet, một cái nhà tắm, rồi một toilet riêng, một nhà tắm riêng, nhà nở hậu em là cây mai này là chủ tặng mình luôn nha, tặng mình cây mai luôn. Bên hông còn dư một miếng đất bên hông, có phòng tắm luôn, đây nở hậu em là có cái toilet bên hông, hai cái hồ nước. Nhà mình là nhà chữ em là nha. Đất mình chỉ ăn là luôn, 331m2, đất thổ cư sổ hồng riêng, 4.5 tỷ. Rồi ai nhu cầu thì alo cho Văn Thanh, số điện thoại là 078 66 68 368.